Cố lên, kéo lên, cố lên, Vinh ơi, cố lên. Ôi Tom ơi, Tom, vây ra đâu rồi, vây nữa, vây, mọi người, vây nó bỏ mất, vây nó bỏ mất. Anh sợ quá. Ui, đây này, thằng, đây, bắt. Ảo thật đấy. Một ngư dân đã nhìn thấy một con tôm khổng lồ mang trong mình một nguồn sáng. Theo tin bốc phét của một cư dân mạng luôn thì đây là một ngọc trai vô cùng quý hiếm. Và mọi người đã đổ xô đi truy lùng con tôm này. Sau nhiều tiếng lùng sục thì vẫn chưa có thông tin về chú tôm này. Vậy thì các bạn cùng chờ xem ai sẽ là người may mắn sở hữu chú tôm hùm măng trong mình ngọc trai này nhá. Ê, nghe gì chưa? Giặt cái điện thoại sang bên đi. Đi bắt tôm hùm khổng lồ thôi. Có thật không anh nhỉ? Ui dồi ôi, có hay không thì phải đi mới biết được. Bây giờ đi về chuẩn bị vào bối để đi bắt tôm hùm. 5 phút sau có mặt nhà anh nhá. Vâng. Đi. A few moments later. Thế rồi hả? Anh em tôi đến nè. Ủa? Tao. Hả? Em về lấy vào bối gì đi bắt tôm đây? Em mang vào bối quạt cun với anh ra. Em vừa về nhà lấy 12 thẻ quạt cun. Chạy ra quán tập hóa đổi để mang đi bắt tôm với anh đây. Trời ơi, mày mang quạt đi làm gì? Mày dốt thế. Ở ngoài biển nhiều muối, tao mang đi để quạt cho một con muối bay hết đi. Thông minh lắm. Với lại mang quạt đi cho ma đứa. Thế còn mày em mang cái gì đi? Ờ, à, đúng rồi Long, em mang cái gì đi? Bảo bối, bình nước cun đa năng. Cái bình nước này xịt gấp đôi cái quạt cun phi hành gia của mày luôn. Vì mày ấy phải cần 24 thẻ quạt cun mới đổi được, biết chưa? Được đấy. Với lại anh Thế, em nghe nói là con tôm ấy nó khỏe lắm. Lao vào bắt nó có mà nó cắp chua đau lắm. Nên là em sẽ bật chế độ phun nước như vòi rồng. Nhưng không chỉ có một bên mà là hai bên luôn. Gấp đôi công lực. Cho nó một trận, nếu mà nó không choáng thì nó cũng chết đuối. Bắt cho nó dễ. Tôm đòi chết đuối, tôm nó sống dưới nước em ạ. Ây da, con tôm nó sống dưới nước làm sao nó chết đuối được? Nó mà không chết đuối thì tao cũng không chết khát. Đi tìm giữa cái trời nắng nôi như này khát nước. Con người có thể nhịn ăn nhưng mà không thể nhịn uống, mày hiểu chưa? Thế còn Thắng, em chuẩn bị được cái gì để mang đi bắt tôm nào? Em ngoài 36 thẻ quạt cun thì em chả còn gì nữa. Trời ơi, chưa? Ui, thế cái thẻ này công dụng là gì ấy? Đây này, đây là xe tôm màu cun đa sắc. Bên trong có 33 màu khác nhau. Gặp ai em cũng vẽ hình con tôm để hóa cho nhanh, đỡ phải đi tìm. Thông minh lắm. Cái này là hợp lý này. Thế còn Vinh, em mang. What? Cái này là cái bình thuốc sâu mà, sao em lại mang cái này đi làm gì? Em vội quá, em chạy mạch về nhà hay là vớ cái gì thì chạy sang đây luôn. Tôi hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi em ơi, hôm nay chúng ta đi tìm tôm chứ có phải đi phun thuốc ruộng đi làm đồng đâu mà em mang cái bình phun thuốc sâu đi. Mang về cất đi, về kiếm cái khác đi, nhanh lên. Anh chờ em tí. A few moments later. Vinh đang về đổi trang phục ấy. Ai già tháo ai phối đồ cho em đi bắt tôm ấy. Nằm quả áo chất phết nhờ. Anh tự phối. Ngầu hay sao? Ừ ngầu. Áo này làm sao mới đuôi em được. Nhưng mà đốt quần em, nhìn cái chân này. Đúng. Cái chân này là mồi cho muỗi rồi. Sao đây, đây. Em đi em quả ổn các kiểu rồi. Hả? Ôi cái thằng vô tri này. Em đừng có nói với anh là em đi xe điện cun thần tốc phi xuống biển để bắt tôm nha. Nó là bảo bối nhưng mà gặp nước vẫn cháy như thường em ạ. À, em mang xe điện sang đây để khoe thôi mà. Em muốn khoe mọi người là em mới đổi được xe điện cun thần tốc thôi. Ây da, ghê nhỉ, săn được cá thì đặc biệt. Chuyện. Tại vì nó đam mê giống mình mà các bạn. Các bạn nào mà muốn có quà như bọn mình ấy thì hãy mua số cun về săn thẻ quà cun để đổi nha. 12 thẻ là đổi được quạt cun phi hành gia, còn 24 thẻ là đổi được bình nước cun đa năng, 36 thẻ là đổi được một xe tô màu cun đa sắc, còn một thẻ đặc biệt thì đổi được xe điện cun thần tốc. Ôi, tao mệt mỏi chúng mày quá đi. Thế bây giờ có đi với bắt tôm không? Anh đi này kệ mày. Thôi, mấy đứa ai đi 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 thôi. Đi. Các bạn ơi, bọn mình đang đi tìm con tôm hùm thì bọn mình phát hiện đây một con đường có dốc khá đẹp à. Dốc này để làm gì mấy đứa nhỉ? Ui, dốc này đẹp lắm, để em thả dốc cho mọi người xem. Đâu thả dốc kiểu gì?
Hay quá Minh ơi, hay quá. Ui ôi. Minh ơi. Sao mà đó? Minh ơi. lôi ra anh em. Mặn thế. Mặn. Mùi đất quen không? Quen. Ôi giời ơi, lên sau đường cho chơi ngu nhá em nhá. Vâng. Không lên chạy thẳng dốc vậy đâu. Rồi à đây con đường này mấy đứa ơi. Ôi trời cũng đẹp mày anh này. Ôi mày dẹp đi, mày định chạy chốc mày rút vào trong bụi nào, bụi ở đây không lôi ra được thì sao nhỉ? Ừ. Ủa còn gì ấy? Cái gì đâu? Nó cũng quậy trong này. Đó. Đâu á? Nó cứ quậy hay mày lấy cây mày. Đâu? Tại đâu? Ôi cái con đường này. Wow. Chưa này. Đến đoạn này mấy đứa đi nhẹ nhàng tình cảm thôi. Nhỡ con tôm nó chạy qua bọn mình còn phát hiện. Ê, sao ấy? Thấy tôm mà anh? Sao đây? Sao anh ấy? Thấy tôm à? Sao ấy? À thấy con gì à? Tôm con khỉ mày rắn ở chân anh này. Ai đâu à? Không có ý nha. Ôi. Có tình ơi đúng không? Đi. Mà mọi người ơi, mọi người nhìn thấy cái gì không? Thấy gì? Đây này. Con đường con tôm đã từng đi qua. Hả? À? Ui dồi. Sao mày biết? Tại vì nó có mùi tanh. Nha. Ê, bãi xịt trâu kìa. Ui nhờ. Đừng ăn. Hả? Đừng ăn. Bệnh viện xa lắm. Từ đây đến viện xa lắm anh ạ. Thôi anh ơi, đừng ơi. Thôi đừng, đừng. Bắt đi em ơi. Chú của anh ơi. Bài đặt ngăn cản. Đây quả máy đất nha các bạn. Mình phát hiện quả này ăn được. Nó trắng lắm. Nó cũng ngọt ngọt các bạn ạ. Nhưng mà không ăn tôm hùm. Đi tìm tôm hùm. Đi. Đi, 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 đi. Đây. Đây con đường này bọn mình không biết dẫn đi đến đâu. À, đây là cái gì? Rồi. Đây là một con suối các bạn ạ. Nước to thế. Đi theo anh, đi cẩn thận nhá. Bám chắc vào. Phải anh kéo mới được nhá. Vâng. Bám chắc vào. Nào cố lên. Bám chắc vào để anh lôi. Rồi lên đến nơi rồi. Ôi. Anh bảo anh lôi bọn em mà anh bỏ bọn em ở đây à? À có tí nhầm lẫn không sao đâu, có tí nhầm lẫn. Bây giờ đi lên đây xem con tôm nó còn đây không mấy đứa ơi. Uầy các bạn ơi, cái chỗ nước này nó sâu xanh ngắt luôn này. Chỗ này chắc phải sâu lắm ấy. Anh hai xuống đo độ sâu xem nó sâu bao nhiêu mét. Thôi hôm nay trời không nắng. Mình quan trọng là hôm nay mình đi tìm tôm hùm chưa tìm được, mình không dám chơi bời. Đây, tìm xem mấy góc góc này xem có. Anh ăn chuối không anh hả? Đâu? Đấy. Anh ăn ăn quả chuối đi, rủ nhau đi ăn lá chuối. Người chứ có phải là trâu bò đâu. Đây có cả cây chuối mọc đây luôn này. Ấy, con gì làm đụng nước kìa. Dạ. Hả? Ui. Ui đây có quả trái cây rụng chim nó ăn mà rơi vứt cả ra đây này các bạn ơi. Ui, ui chim ăn. Ăn xem quả đó. Ui vẫn ăn được, vẫn còn ngon ngọt. Này này, ăn đi ăn đi. Ê miếng. Không đứa nào sợ đi bệnh viện nha. Em không. Đi viện. Bứng nghe cho nhau ăn. Đâu đâu đằng này tao bên này tao bên. Nó đúng không? Ủa miếng à? Ôi sáng mày ăn nhanh ấy. Đánh cái bị thối rồi. Thắng nào sao mẹ à? Gì à? Nó đủ này hỏng không? Điều mấy đâu anh ấy? Mày bệnh kiểu gì ấy? Ủa các bạn ơi. Mấy đứa ơi. Anh thấy quả đu đủ khổng lồ đây. Đây. Này anh phát hiện ra quả đủ này. Quả vả chín rồi kìa. Ừ nha, đằng kia có quả vả kìa. Ui, ở đây nhiều trái cây đó các bạn ơi. Này. Đấy bừng quả đu đủ ấy xem qua còn có ăn được không? Cầm cho anh. Chắc không ăn được rồi anh ạ, vất đi thôi. Bây giờ để em một cước nào. Này vừa ra. Đây. Này. Hả? Nè. Nào. Thì em. Ủa, đu đủ đủ ăn luôn. Ủa các bạn ơi, đu đủ này. Có chút. Ngon. Ừ. Vẫn ăn được. Này, hả? Đâu? Gì hả? Ừ. Đu đủ này ăn nó, ăn vẫn còn ngọt ngọt nha các bạn. Ủa trời, sao quả miếng của thắng nhiều thịt đấy. Miếng nào nhiều thịt mày? Sao miếng em đem vỏ này. Thịt ông ăn hết rồi trời ông khoe. Nhanh nhanh ấy.
Có đủ ăn đỡ đói rồi các bạn ơi. Cũng được đấy nhỉ. Thì đây mình sẽ giải hột ra đây, khi nào nó sẽ mọc ra quả mới để cho Thảo này. Ngọt hết. Chỉ nên từ tiếp tìm cái mía ăn anh ấy. Nhưng đừng có mía. Có cả mía già mà. Thả, thả. Anh bắt hạt ra cho nó mọc. Thằng ăn lâu thế. Nó đủ thối mà mày ăn lâu thế Thảo. Đâu. Nhờ. Nó đủ thối chẳng ai ăn mà Thảo nó cũng ăn. Chẳng ăn tí nào. Ờ. Mình phát hiện ở trên này có quả vả này. Ồ nhiều chưa? Đấy là trèo lên vặt thử xem nó còn ăn được không. Ui nhiều chưa các bạn ơi, mà nó rụng hết ra đây này. Không biết là còn có quả nào ăn được không nữa. Quả này chi quá. Eo. Cô ghê luôn. Không ăn được các bạn ạ. Quả vả này là không có mật rồi. Cây vả này, cây vả to tướng mà không có mật. Khổ. Đu được mà, Thảo đu cho Vinh nó xem nào. Đu. Tí đeo cây, thắng, đến được thắng đu. Tao bọn này gà quá. Này anh em ơi, em ghi chỗ này có tôm này, không có đường đi này. Đi đi đi. Ok, đi theo lối chân em đúng không? Đi. Theo lối chân thắng nha các bạn. Thắng nó dạo này nó thông minh ra, biết đường à. Phải đi đúng lối chân của em nha. Đúng lối chân à? Đúng lối chân. Ok. Mày đi vòng tròn em gì đây? À, em lộn một tí thôi, đi 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 đi. Đi đần anh Thái à? Ui cây gì này? Ui. Này, này, mày đang đi cắn cua đây này. Đâu? Đây. Wow. Tôm khổng lồ chắc chắn ở đây rồi. Đâu để tôi xem nào. Sao đó được? Càng cái gì cứng ấy? Ờ nhầm đây cái cô. Tí nữa anh mất mộ nhã nhá. Đi lâu ở bồn vệ sinh không? Đi vào đây đi vệ sinh. Ủa ủa? Có nhà vệ sinh đâu ta? Đây là cái mùi này. Không, có chữ đi vệ sinh. Anh này như này hả? Kéo đây. Thật là lằng ngoằng các bạn ơi. Cái nhà vệ sinh đâu? Mà cái biển ở đây chỉ vào đây. Trời ơi. Không phải đây ơi, mình sẽ để biển lại cho người ta dễ nhìn hơn nha các bạn. Sao mà đó được. Còn đi lên trên này tìm xem có tôm không. Anh đã ơi, dốc quá. Dốc đâu, dốc mấy. Em nào còn chưa dốc. Ui thôi lên. Chạy nhanh, chạy nhanh kìa. Hả? Chạy chưa? Chạy dữ chưa? À, cũng chạy nhưng không đáng kể mấy. Ui cái này thay đổi này. Ui ôi đẹp ấy. Cung đường. Ui đây có cái cung đường tình yêu luôn các bạn ơi. À. Wow. Đỏ loang luôn này. Con tôm nó cũng màu đỏ này Vinh ạ. Ước gì cái dây này là dây tôm hùm. Đúng rồi. Nha. Nhưng mà không đến lượt mình đâu anh ạ. Yên tâm đi. Con tôm hùm chắc chắn nó sẽ ở gần đây thôi. Đi lên trên kia xem có cái gì không. Đi. Ui có ong anh em ơi, ong. Mình có chạy với ong. Ong à. Có ong, có ong. Em viên lá. Có ong đấy luôn. Có ạ. Người ta mới chèn đá vào kia đây. Eo ghê thế. Yeah, hai con ong chưa. Trong này mình thấy có tổ ong các bạn ơi. Con ong nó chui vào trong rồi này. Đây. Tôm đây, tôm đây, tôm đây. Lỗ tôm to tướng, nhưng mà không có tôm ở đây. Mấy đứa ơi. Dạ.
Mấy đứa ơi, chỗ này vướng lắm rồi, không đi được nữa rồi, làm nào đây? Hay là em anh tìm đường để kéo hai cái bé này lên đi, chứ bọn bé này không trèo lên đâu. Nhưng mà bây giờ mình phải leo lên đây trước này. Bây giờ mình sẽ tìm cách leo lên đây trước rồi sẽ xem xét tình hình rồi mới kéo mấy anh trẻ con lên nha. Quay cho anh nhảy lên. Đây. Yên tâm đi em. Trời đấy. Wow. Ui. Wow. Anh lên đây rồi. Này cầm cây, cầm cây. Bám theo vào, bám theo vào. Ui. Có lên. Wow, lên được rồi. Thấy chưa? Lên được rồi. Rồi. Lên đây rồi nhưng mà hai anh nhỏ kia không leo lên được các bạn ạ. Giờ có cái dây gì để lôi lên không nhỉ? Nhìn xung quanh xem có dây gì không? À kia kìa, em ơi. Đằng kia có cái dây trâu kìa. Lấy ra, lấy ra. Lấy lên, lấy lên. Rồi, lên nha. Cố lên, kéo lên. Cố lên, Vinh ơi. Cố lên. Qua lên, lên. Lên. Mày quá, mày quá. Mày lên đấy. Mày lên núi này á? Sao nhà mình đi lối kia anh đấy nhỉ? Cũng có cố gắng nhưng mà không đáng kể, cho tôi kệ đi. Các bạn ơi, mình sẽ phải đu dây sang bên kia. Ngoài các bạn ơi, cái chỗ này nó rộng. Anh có cách nào sang bên kia không? Anh có á, dùng dây. Dây dối được. Yên tâm, nhìn anh ơi. Anh sẽ cho một đầu sang bên kia, xong anh đu ra như tắc tăng luôn. Nhìn đây. Sao mà đỡ được? Ôi trời ơi. Thôi mình đi đường khác đi cơ mấy đứa ơi. Mình đi mình tìm đường khác đi em ơi. Ui quả gì này? Đây quả gì đấy? Quả súng à? Súng à? Súng. Ô! Oh, mấy đứa ơi. Mận này. Mận này. Đây có mận luôn các bạn ơi này. Có mận này. Ui có cả quả gì kia kìa. Long, thanh long. Thanh long á? Đâu đây củ? Măng, măng, măng đỏ à. Ui quả gì mà đỏ loá mày? Các bạn có biết quả vừa rồi là quả gì không? Còn quả này mình nghĩ là quả mận rau ấy. Quả này bị chim ăn này anh nãy. Ừ, anh ăn rồi. Ngon. Chua đấy. Ngon. Ngon lắm các bạn. Mình dừng ngon đấy các bạn ạ. Ngon. Đi tìm tiếp đi. Bọn mình đã đi rất là nhiều nơi rồi, bây giờ bọn mình lạc vào đây các bạn ạ. Mấy đứa nghe tiếng gì không? Tiếng gì nhỉ? Tiếng gì mà ọp 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 ấy nhỉ? Ọp ọp mà. Cái gì con gì ấy? Nó con ngáo ộp ấy nhỉ? Ngáo ộp là con gì? Thì nó kêu là ngáo ộp ấy. Bây giờ là đi tìm xem có con gì không? Con này bình thường mà. Hưng. Tìm được không ơi? Đứa này đầy. Không thấy nó kêu nữa em ạ. Ui các bạn ơi, ui cây kìa. Đây bọn mình lạc vào cái miếu rồi các bạn ạ. Ui. Ui cây cổ thụ luôn này. Ừ. Ui. Đi tìm con ốp ốp. Muỗi lộn tháo quá các bạn ạ. Này, vừa rồi ấy, anh em bọn mình định xuống đây để gọi là phủ đầu bắt cái con ộp ộp đấy, nhưng mà nhảy xuống đây phát là mất dấu luôn con ộp ộp, và nó nặn luôn các bạn ạ. Mấy đứa để ý nghe xem con ộp nó ở đâu, vỗ nó phát bồ luôn. Anh nghe tiếng gì? Đâu ấy, đâu ấy. Ui chết gì ấy. Anh đã bảo nghe tiếng thì tao kêu lên để cho nó kêu theo. Ui giời ơi, thế mà mày kêu anh tưởng là cái con ộp ộp cơ.
Thôi, bọn mình di chuyển lên chỗ khác đi. Đi. Không có muỗi nhiều. Nhiều muỗi các bạn ạ. Di chuyển đi, không muỗi nó bầu kín người ấy. Nhanh nhanh xem trong này có cái gì. Ui. Rậm ấy các bạn ơi. Theo như tin tức mình đọc nghe được ở trên bản tin dần gân thì mình đang đi đúng đường nha các bạn. Nhưng mà đúng hay không em không biết, nhưng mà em thấy con gì cứ cắn chân em rồi. Muỗi con gì, nó gần biển mà. Là anh Thái hay là dùng Google Map? Hả? Google Map là cái gì? Dùng Google Map để tìm đường, tìm đến con tôm. À, Google Map gì? Để tìm bản đồ gì? Ừ, rồi, thế để anh tìm bản đồ nhá. Để tìm bản đồ xem nó ở đâu nha các bạn. Mình vào được Google Map rồi các bạn ơi. Bây giờ thử tìm con tôm khổng lồ trên Google Map xem là nó chỉ ở đâu nha các bạn. Đây, bây giờ đứa nào nói đi. Để em nói cho. Ừ, nói. Chị Google ơi, chỉ chỗ con tôm khổng lồ cho em biết. Tôm khổng lồ tao còn chưa được ăn làm sao biết vị trí của nó được. Xem muỗi. Các bạn ơi. Để yên cho muỗi thử nào. Đâu? Ai à, ra, ừ. Tay người cuối cùng nhìn mới luôn đi. Ok, chơi luôn, Các bạn ơi, muỗi nhiều quá. Này, muỗi lắm đâu này các bạn ơi, ôi dồi ôi. Tí nữa góp cho em một đống luôn. Ôi dồi ôi, muỗi này. Ê, nhìn, ôi, 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 ngứa. Ôi, ngứa đấy, nhìn này các bạn ơi, muỗi này. Ui, bọn mình đang vỗ muỗi như này. Anh Thái vẫn bình thường mà nhảy hip hop vậy các bạn ơi. Hip hop con khỉ, muỗi nó đốt không chịu được. Chạy nhiều muỗi quá. Rồi. À này mình chạy nó còn bâu ngay chân này. Đấy. Bây giờ em mới xuất chiêu. Lăng ba bio, em chạy muỗi còn lâu mới đuổi được em. Gây mày. Trời đất. Quá đẳng cấp đi các bạn ơi, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Hú, cổ vỗ lòng. Rồi, muỗi hết rồi đúng không? Ôi giời. Muỗi vẫn còn nguyên này. Con này. Con này là phải con đỉa chứ phải con muỗi rồi. Có nhiều quá, nhưng mà anh em mình không được nhục chí mấy đứa. Anh chịu thua. Thôi về đi anh ơi. Thế ăn tôm không? Quá. Ừ, thế đi tiếp không? Đi tiếp. A few moments later. Cuối cùng thì mình cũng đã hỏi được chị Google. Mình sẽ đi theo cái bản đồ này để tìm đến chỗ vị trí của con tôm khổng lồ đấy. Vâng. Google nó có chính xác không ấy? Chính xác mà, cứ đi theo anh. Rồi, đây. Nhanh nhanh mấy em ơi, sắp đến rồi. Rẽ phải. Chỗ đá. Tôm chưa thấy đâu mà. Chú Hugo chỉ đường kiểu gì này. Đấy, chú Hugo bảo đây là con đường tắt ngắn nhất. Đi. Vậy. Cảnh cấp quá, cảnh cấp, cảnh cấp, cảnh cấp. Có cái hộ này. À đây có lối lên rồi, đây đây đây. Nhưng mà đâu đi đường đấy đâu, đi đường này mà. Mẹ thế cái chị Ugo này. Ugo chỉ sai à. Ui. Này, từ từ đã hả? Đây đây ốc cái này mấy đứa. Hay là chị Ugo chỉ ra đây bắt ốc. Ừ, hợp lý nhỉ. Mày hơi đói hay bắt ốc về ăn đi. Ừ, này, bắt ốc về luộc ăn cho đỡ đói đi mấy đứa ơi. Ốc to lắm. Đâu? Ui. Còn đây cho em ăn ạ. Đây như kiểu là cái ao nuôi tôm ấy các bạn ạ. Tôm đâu? Hả? Tôm nó hóa kiếp mấy đời rồi em ơi. Người ta bắt mang bán mấy mùa rồi, bây giờ em mới hỏi tôm đâu. Tôi vào đây không thủ đâu em ạ. Ừ, thủ đấy. Thôi đi ra đi, đi theo chị Hugo tiếp mấy đứa ơi. Nhanh 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 lên. Ôi sao lại quay cái đường cũ này? Đâu, không phải đâu. Chị Hugo bảo là có tuyến đường mới gần hơn. Nhanh em. Anh nghe tiếng Việt. Hả? Anh bảo chị Ugo đổi tuyến đường mới đi. Tuyến đường này có chó. Hey. Thôi chị ơi, không đổi, em cũng đổi đi chỗ khác mày. Quá là đổi em. Đây đây. Ủa, có tuyến này gần hơn rồi mấy đứa ơi. Tuyến này thì xa hơn tuyến đường có con chó kia một tí. Nhanh mấy em nhanh lên. Nhanh lên. Chuẩn ma, chuẩn ma, đây anh vẫn đang nhìn bản đồ đây. Cứ đi theo bản đồ chắc chắn là sẽ tới. Vậy đâu đấy bên kia đi. Không phải đây, chị chỉ đúng nhưng mà anh đi nhầm.
anh đi nhầm đường. Đây đây đây, đường này cơ. Đấy, sắp tới rồi các bạn ơi. Sắp có tua màng rồi, nhanh em mấy em. Nhanh nhanh. Sắp có tua màng các bạn ạ. Nhanh nhanh em mấy em, đừng đạp vào keo người ta. Ô, nó bảo chú có bảo đi thẳng anh ạ. Đi thẳng à? Ừ. Ok. Ui, thế á. Cứ đi thẳng là đến tôm luôn anh ạ. Con tôm nó ở đoạn cuối con đường này luôn. Anh ơi, sao có tôm ăn rồi? Sao có tôm rồi? Đi nhanh lên. Có tôm ăn rồi anh em ơi. Nhanh 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 lên. Hình như là mình đi hết đường rồi sao? Bạn đã đến. À. Đến rồi, tôm của tôi đâu? Tôm đâu? Anh ơi. À? Hay ở trong vũng này nhỉ? Cái vũng này lông tẹt đi thì lấy đâu ra tôm? Ui giời ơi. Anh về rồi kìa cô. Anh em mình đi theo chỉ đường bản đồ sai các bạn ạ. À. Ừ, thôi. Mình đi tìm chỗ khác các bạn nhá. Anh đi tìm tôm mày đi ơi. Đi đi. Anh à? Ơi, từ từ nó đợi em. Thắng, thắng không? Đừng thắng nó có tôm à? Ừ, thắng tìm tôm rồi. Hả? Xong, hả? Em bị tụt dép rồi mà. Cứ tưởng có tôm màn. Mình đi tìm tiếp nha các bạn. Theo như bản tin nó mô tả thì nó sẽ ở gần một cái bãi biển và có rất là nhiều cây ở xung quanh. Ồ này các bạn ơi, như này. Ăn đường không anh đấy? Này, cái con đường này tại sao lại có một đang đi đường đất nhá mà lại có một cái đống gọi là như kiểu bằng sứ ấy mà nó dài từ đằng kia kìa. Nó dài đến tận bên này luôn này. Nguyên Thái ơi, à? Đây là hóa thể khủng long. Hình như bọn mình đã đi lạc vào khu rừng khủng long ở hồi anh Thái ạ. Khủng long với con khỉ khô, đây là cái vỏ con hàu em ạ. Ờ. Con hàu các bạn ơi. Em cũng không giống gì cả, em cũng chính là siêu nhân. Không tìm thấy tôm nên là Vinh có vẻ hơi lú. Mà mũi nó đốt dạo này có gì nhìn mũi nó đốt hay là nguy hiểm lắm. Bọn mình đã đi ra một cái khu mới rồi các bạn ạ. À. Đi ra đây xem tìm thấy cái gì không mấy đứa. Cứ đi theo anh kiểu gì cũng có tí tôm ăn anh. Ôi lần này anh thấy không xem Google Map à? Ôi trời ơi bỏ đi em ơi. Xem cái đấy chốc nó chỉ thằng Campuchia rồi. Đấy xem ở những cái chỗ này có tôm mấy đứa. Đấy, nó quay xem. Không có rồi nhá. Tôm đất ơi, tôm là gì nó ở trong đất đâu mà em cướp cả... Hả? Vạn. Không. Có vạn không? Đây. Ui, ui. Thối mất rồi. Ê, sang bên này em ơi. Cứ gì thấy một con tôm nhỉ? Nó cua hoàng đế đi mà. Vẹt. Đi đi vào trong này em ơi. Nhanh em ơi. Sẵn sàng bắt tôm nhá. Thật là có tôm đúng không? Nghe bạn kia giật gân thì nhiều lắm rồi. Dĩ có à? Lên chỗ bụi bụi ra kia tìm xem có không em ạ? Vâng đi. Ủa thế Vinh cứ ngồi uống nước đi, anh em mình đi tìm tiếp. Anh chưa thấy con tôm đâu. Mệt quá. Tìm thấy thì bỏ em nhá. Ok. Ở đây chắc rồi đấy. Vinh ơi, xong chưa? Đi tìm với bọn anh đi. Ok anh ơi. Uầy, chỗ này mà không có tôm phí nhỉ? Ôi trời. Ôi tôm ơi, tôm. Đây rồi, đây rồi. Mấy đứa, vây. Mấy người. Vây nó bỏ mất. Vây nó bỏ mất. Tôi nó phải đây. Anh lấy đá đập luôn.
Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nó bùa anh nhá. Bóng khá khá đúng anh nhá. Anh ơi, còn có gai này sữa đấm ấy. Anh sợ quá, anh ơi, anh ơi. Ui. Đi đi, 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 đi. Ui, nó kêu kêu gì? Con này phải con tôm sao nó kêu gớm nhỉ? Con quái vật à? Ui, các bạn ơi. Chết chú cái dầu quá. Wow. Tôm to chưa các bạn ơi? Đây, con này phải tôm không? Phải tôm ấy. Hay là cua hoàng đế? Con này là con tôm hoàng đế sao các bạn ạ? Con tôm hoàng đế. Ui, to chưa? Con sống luôn này các bạn ơi. Wow, tôm khổng lồ các bạn ơi. Thế là bọn mình bắt được con tôm khổng lồ rồi. Đi ăn đi. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì chúng ta đã bắt được tôm khổng lồ. Sẵn được tôm khổng lồ bây giờ làm nào đi nữa? Ăn rồi, ăn luộc anh hả? Cho lên luộc rồi đi. Ok các bạn ơi, bây giờ là anh em mình đã dựng lều lên rồi. Tại vì là mình đi tìm tôm thì trời mưa các bạn ạ. Nên quyết định là dựng lều lên ở chỗ này luôn. À, bắt được con tôm rồi này. Khổng lồ chưa? Có sáo anh hả? Ừ nhỏ quên mất. Ở rừng rú này lấy ra xả bây giờ. Thôi kệ, có gì dùng đấy. Bây giờ bọn mình sẽ mang con tôm này đi luộc luôn nha các bạn. Tôm khổng lồ. Wow. Cầm này, cho mấy đứa cầm thử. Ui, lần đầu tiên mình được cầm con tôm mà to gần bằng mình. Đây nhỉ? Gần bằng cái bắp chân ấy. Con này nó dài nhỉ? Ừ. Anh Thái, con này em làm được tôm ngộ không luôn đấy. Cái này nó giống vừa anh bảo giờ giống tôm ngộ không mà. Anh hả? Cái này vừa to hơn gần bằng con tôm lúc. Ừ nhỉ? Còn con tôm bình thường ăn đấy nhỉ? Ừ. Nó tôm không đâu. Lần đầu tiên em thấy con tôm đồng to này. Đây là tôm biển mà, tôm khổng lồ mà. Bây giờ mấy đứa lấy lồi đi. Ngồi đâu? Đây lồi đây. Tôi vào luộc. Đấy, và mình đi. Đã, mình chuẩn bị sẵn một cái lồi rồi. Ui giời, đổ điều này cho nhanh. Rồi, để ít tôi chốc hết nước. Không có gì ấy. Nào, đặt lên em ạ. Đặt tôm, đặt tôm. Đây. Ôm xuống. Ui, quấn cái dâu. Dâu này nó dài quá, chắc phải chặt cái dâu đi các bạn ơi. Rồi, đổ nước vào em. Đó, mày được tắm nước ngọt rồi nhá. Wow. Rồi anh em. Lên ơi. Đi kiếm củi. Luộc con tôm mày ăn. Đi. Yeah. Anh em ơi, ra nhặt củi này nha. Mày luộc tôm mày đói lắm rồi anh em ơi. Đây, ở đây nhớ mày. Ở đây. Nhớ ấy. Ui, nhớ ấy. Củi ướt thì bây giờ không có cách nào đâu, cứ đốt lên thì cháy rồi. Củi tre mà nó dễ cháy. Được. Mang về chất lửa Vinh ơi. Chào bếp. Đi đâu cho cửa đi em ơi. Ê, từ, thằng cu nó yên ra tàu ơi. Cái gì? Yên nào, tao xếp bếp. Chất lửa đi. Lục cua cần gì với đất. Lục tôm mày ơi. Thắng ơi, Thắng ơi, chắc không cần phải cầu kỳ đâu lắm Lê Thắng. Còn cầu kỳ chứ, tôm ngon thì phải cầu kỳ. Nhớ thương ấy. À, thế à? Ừ. Chắc được rồi em ơi. Chưa. Làm gì đã xong còn lâu. Nhưng anh Thái nghĩ cách nào ấy. Tôm ở đây rồi, chứ nó mà làm bếp này tối mất. Video nào nó cũng chế tạo bếp là sao nhỉ? Ừ. Rồi, chất bếp anh em, chất bếp. Chết bếp vào. Chốt cuối. Chết bếp. Chưa. Chưa gì sắp tối rồi còn chưa. Em có ăn tôm không? Em có. Vào chết bếp đi. Rồi, bê cái lồi lên đây. Ủa đấy, cái thằng bếp nhà cái thằng bác học Thắng này chỉ có thằng hại. Nhà bác học kiêm kỹ sư chế tạo bếp lỏ thật. Chị đâu? Mình thở lâu em. Tôm sắp ươn này á. Cháy rồi. Thấy chưa? Rồi chất lửa vào. Chất sỏ. Đừng. Giờ mình sẽ pha nước chấm nha các bạn. Cho nhiều canh vào, ít canh quá. Quên đi. Mày biết thổi lửa không? Biết đang thổi thế.
Thằng này nó thổi mãi không cháy các bạn ơi. Mình sợ tôm nó sống mất. Sao đang cố thổi đây? Mày thổi được tao gọi mày bằng bố. Đấy. Bố Thảo giỏi thế nha. Ừ con. Để em ra xem tôm nhá. Ừ, ra xem đi em ơi. Đấy, xem được đẹp rồi em. Ôi, tôm chín rồi anh này ơi. Ôi, chín rồi hả? Chín rồi. Có đây em ơi, nè. Ui. Toàn nút sống anh ạ. Để đắt thôi. Wow. Rồi, bây giờ đây. Tỏ đi. Xếp dưa để trang trí. Dưa hấu vào. Mình em dám mắt. Đây. Long này bổ dưa hấu kiểu gì này Long. Chị ăn thôi nhỉ. Chị ơi. Ôi nhưng mà bây giờ có mỗi con tôm. Anh bừng ơi cho nha. Ui nóng lắm. Ui. Cầm rút ra, cầm rút. Chưa chín thế sao em ạ? Chín rồi. What's going on my song con minh chung in xin mà linh. Ô anh hãy dắt được ra mà. Bây giờ mới dắt được. Wow. Gai nó cắm anh ấy ạ. Ôi. Oh my god. Các bạn ơi, mình rất là hoành tráng, mình bóc tôm ra. Nhưng mà tôm chưa chín nên lại mang đi luộc rồi. Bây giờ là mình vẫn còn đĩa dừa ở đây và tôm thì đã gửi nhờ cái nồi kia. Bây giờ mấy đứa vẫn đang mở tiệc hơi thèm, mình cắt dưa cho mấy đứa ăn nha. Vâng, ngon. Em một miếng rồi nhá. Một miếng. Ăn một miếng tráng miệng thôi. Anh hàng cho em cầm đi, em tự lấy đấy. Đấy. Ăn từ từ thôi. Ăn đúng miếng rồi nhỉ? Thèm dưa. Bị tợt mồm. Thế là nước bột canh nó vào, xót ra. Nhiệt miệng đúng không? Anh còn ăn thêm miếng nữa nha. Vâng. Một miếng duy nhất thôi nha. Vâng. Ok. Này. Này Thắng ơi. Ông tổ ngành cướp giật. Này Thắng. Em xin. Chú Thắng ăn nhiều thế. Anh hãy việc đi. Đưa đây. Mày lớn rồi mà. Đấy ăn phần đấy. Nhớ là việt vị nhá. Mình bẻ tăm một bên này. Ngon nhỉ. Ăn miếng nữa nha. Ăn mỗi miếng này thôi nhỉ. Mỗi miếng. Đúng một miếng này thôi. Đây. Mỗi người miếng. Mỗi người một miếng đi. Em xin. Đây. Em xin. Ăn đi anh em. Đi. Ăn mỗi một miếng rồi nha. Ăn mỗi miếng rồi ăn đi. Mỗi người một miếng rồi nha. A few moments later. Miếng gì Thái? Còn cái nịt. Ăn rau đi Thái. Rồi, tôm chín rồi, chắc là lấy tôm ra ăn được rồi đấy. Tôm mình thấy đâu rồi nè. Rồi đặt xuống em. Ok rồi. Này chắc chín thật rồi đấy nhỉ? Chín rồi. Đặt lên nào. Đấy kéo anh đấy cắt ra. Đây nó thành cái hai nửa luôn rồi. Cái cảm giác cái đầu nó to như này. Nào ăn nào. Em. Đấy dành ghi. Đây, bây giờ anh cắt bóc ra cho mình ăn nha. Vâng. Ui ôi, cái thịt đây là cái đuôi của nó. Ui con này núp ở ngoài to mà nó co lại thành vậy nhỉ. Mỗi cái đoạn này có thịt anh ạ. Chả nhẽ đoạn này có thịt.
con tôm thì nó chỉ có mỗi đoạn này, đoạn thân nó có thịt thôi chứ em. Với em đoạn này nhá. Ây à. Đây anh bao cho mấy đứa ăn nha. Mỗi cái thân toàn thịt. Toàn thịt luôn các bạn ơi. Ăn đâu. Ngon lắm. Mình nói trước là thằng camera không được ăn nhá các bạn. Thằng mồm tôi thằng này. Bay ra đất anh nè. Không có gì ăn đâu. Bay đất bạn nhỉ. Cái này có gì không? Ui. Chấm à, đứa nào ăn trước? Đứa nào? Đứa em. Rồi, thắng nha. Cái này hôm nay bị nhìn miệng khá không có đây. Rồi. Cắn đây, Vinh. Há miệng ra. À, liện liện mồm. Há đi. Nào. Liện mồm à? Nhưng mà nóng lắm. Lão này cái lão thôi. Lão thì mới cắn nhỏ được chứ lòng to à, hai miếng này ông Vinh ông mồm to à, các bạn là ăn hai miếng cho hết luôn. Nhanh lên để cho người khác ăn đi bạn. Ai rồi? Nóng chưa? Lão cái, lão cái. Nóng. Lần sau đừng ăn tham đấy em. Nào. À cho hai bé ăn trước. Ủa như nào? Ngon đúng không? Ôi, Long, đây em cầm. Anh Thái chấm nhiều ấy. À thế thắng đi trước đi này. Đây, Long tự gói đi. Chấm ít tôi. Anh đấy. Uầy. Đến tao. Chấm. Chấm. Uầy, quá dữ nhỉ. Quá đá. Ôi trời ơi, nó cái quảng cáo nó bị nhiệt nhiều mà sao nó ăn miếng to thế nhỉ? Đúng rồi, mỗi một miếng thôi tiêu chuẩn. Thôi, ưu tiên cái thằng nhiệt miệng cho cắn thêm miếng nữa. Cắn cái gì được nhỉ? Cắn đi, ở đây. Ấy, cái miếng thứ ba cho nó cắn to đấy nhỉ? Biết tí. Anh này cắn đi, anh đấy. Thôi, anh không ăn đâu. Anh không ăn à? Này, thằng Vinh nó ăn miếng to rồi, bây giờ lại đổi lại. Thằng Vinh bị mất lượt. Thế lại cắn tiếp à? Miếng to quá. Cắn đi. Đến. Ôi giời ơi, nó như thế nào? Nó dài dài, nó giòn lắm các bạn. Tao cho mày giỏi nha Minh nhá. Đi, Minh nhá. Rồi, Minh này. Mình cắt nó để tí cho nhiệt miệng nó ăn nhá bạn. Xóa tay. Tôi ấy. Ôi tao Minh. Minh nó cắn miếng khổng lồ luôn các bạn ơi. Ô sao con tôm này không có ngọc trai hả anh đấy? Ui giời, nhọc nó ở con tôm mày phải gọi là ngọc tôm chứ. Ôi đây là tao, đây là tao, đây là tao. Thắng ăn gì, thắng lấy đoạn gì ấy. Em vào bản tin giật gân xem còn con tôm nào không. Ôi thôi ăn đi, không cần phải xem đâu, không có đâu. Sao anh chắc chắn thế? Thì bọn em đi tìm được thì anh đừng ăn nhá. Tất nhiên là chắc rồi, tại vì con tôm này anh thả ra mà. À chôn bán được. Tối. Không để bơn bọn tao à? Thì mình là mồm mắc tôi. Sao nó bé người mà nó cắn được miếng to nhỉ? À con đầu, Vinh hết phần. Vinh hết phần rồi, đầu để anh. Ê, để cái đầu này cũng có thịt luôn nha các bạn. Ui, gạch một đống này. Wow. Anh ăn thử cái này nha. Mình vẫn đang bị đau răng cho nên mình vẫn cũng chưa được ăn được tôm. Cũng hơi tiếc. Cho nên là mình sẽ ăn tôm. Ăn đi mấy đứa, lấy cái trứng trong này ăn này. Lấy tay móc ra. Đây. Ui. Đấy. Ui. Nóng. Ui các bạn ơi. Ui chấm. Mời bạn nha. Ui đấy, cầm miếng này các. Đây cho Vinh miếng này. Ngon chưa các bạn ơi. Ui cầm gặm luôn em ơi. Cầm gặm luôn. Chấm. Mút luôn. Ui toàn xương. Ngon. Thôi ít thịt thế. Thịt ông ăn hết rồi, bây giờ ông còn nói ăn thịt nữa. Cái đầu chỉ thế thôi chứ. Thực ra con tôm này do mình thả ra các bạn ạ. Mình trêu, mình cho mấy đứa trong tem chở trâu thôi. Chứ lấy đâu ra con tôm khổng lồ ở ngoài biển như thế này gần đây. Mà lại còn tôm khổng lồ nữa. Mà có đi thật đi chăng nữa thì cũng không đến lượt anh em mình đâu các bạn ạ. Mà tôm lại còn có cả ngọc trai chứ. Rồi thôi, chắc là mình sẽ kết thúc cái video
đi truy tìm con tôm khổng lồ đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, thì các bạn nhớ like chia sẻ video cho mình nha. Rồi, chắc là mình kết thúc video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên săn bảo bối thần kỳ cùng chiến binh Cun Diêu Phàm nha. Thời gian săn quà tới ngày 31 tháng 7 nha các bạn. Rồi, bye bye các bạn. Bye bye.